kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, Cuba là một quốc gia nằm ở khu vực Caribe, được biết đến với văn hóa đa dạng, lịch sử phong phú và phong cách sống độc đáo. Cuba nổi tiếng với các bãi biển đẹp, những thị trấn cổ kính, cùng với những di tích lịch sử và văn hóa phong phú. Lịch sử của Cuba là một câu chuyện phức tạp và đa chiều, với những giai đoạn quan trọng đánh dấu bởi sự chiến tranh cách mạng và sự ảnh hưởng từ các quốc gia lớn trên thế giới. Hiện tại, Cuba vẫn đối mặt với các thách thức kinh tế và chính trị, nhưng văn hóa và lịch sử phong phú của đất nước này vẫn thu hút sự chú ý của thế giới. Khi hai từ Việt Nam cất lên ở Cuba, ngay lập tức trong tâm trí bất cứ người dân Cuba nào cũng liên tưởng đến Hồ Chí Minh hay những hình ảnh về lúa gạo, về chiếc nón lá hay về các phong trào đấu tranh giải phóng. Và ở Việt Nam, khi được hỏi về Cuba, thì tất cả đều nhanh chóng trả lời là Fidel. Vì vậy, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã cho ra đời cuốn sách Cuba Việt Nam, hai dân tộc, một lịch sử năm 2023, ghi lại những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ gắn bó trước sau như một giữa hai nước Cuba Việt Nam trong hơn 60 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960. Cuốn sách Cuba Việt Nam, hai dân tộc, một lịch sử được dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha của thạc sĩ Juvile González Rey, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam, Giám đốc chương trình quan hệ quốc tế tại Cuba, ghi lại những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Cuba Việt Nam trong hơn 60 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960. Có thể coi cuốn sách là một cuốn biên niên sự kiện, thể hiện một cách hệ thống các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước. Từ những chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp, đến những hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, cùng hệ thống tư liệu ảnh phong phú, thể hiện tình hữu nghị anh em bền chặt, gần gũi giữa hai dân tộc, dù cách xa nhau đến nửa vòng trái đất về địa lý, cả trong chiến tranh cũng như khi hòa bình. Cuốn sách được dịch ra tiếng Việt là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, sự tham gia nhiệt tình của các chuyên gia, dịch giả uy tín. Nội dung sách cung cấp thêm tư liệu để bạn đọc hai nước thêm hiểu biết và trân trọng lịch sử chung giữa hai dân tộc mà lớp lớp cha anh đi trước đã dày công vun đắp. Cuba và Việt Nam là hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt với nhiều điểm chung trong lịch sử đấu tranh cho độc lập và tự do. Cả hai đều đã trải qua những cuộc chiến tranh giành độc lập chống lại các cường quốc đế quốc. Bên cạnh đó, cả Cuba và Việt Nam đều là những quốc gia theo chủ nghĩa xã hội và đã có sự hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa và chính trị. Quan hệ này đã phát triển mạnh mẽ qua các năm và được đánh giá là một trong những mối quan hệ song phương ổn định và chặt chẽ nhất của cả hai quốc gia. Cuba và Việt Nam còn có nét tương đồng về những sự kiện trọng đại làm thay đổi vận mệnh mỗi quốc gia và trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc chịu áp bức trên khắp thế giới. Việt Nam có chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Cuba có thắng lợi cách mạng ngày 1 tháng 1 năm 1959, sự kiện mang tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 và làm thay đổi cục diện chính trị ở Mỹ Latin. Những năm 60 của thế kỷ trước, khi nhân dân Việt Nam đang tập trung nỗ lực thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Ở nửa bên kia trái đất, nhân dân Cuba cũng đương đầu với sự khắc nghiệt của các âm mưu phá hoại và hành động chống phá của các thế lực đế quốc. Ngày 2 tháng 12 năm 1960, khi hai miền Nam Bắc Việt Nam vẫn tạm thời bị chia cắt và cả nước Việt Nam phải dồn sức cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Cuba là quốc gia ở tay bắn cầu đầu tiên công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 5 năm 1961, tức là chỉ vài tháng sau đó, đã diễn ra chuyến thăm chính thức Cuba đầu tiên của chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do giáo sư Hoàng Minh Giám, nhà trí thức đỗ lạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa làm trưởng đoàn, nhằm mục đích
thắt chặt quan hệ và tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm 1961. Kể từ đó, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã luôn hỗ trợ Việt Nam với tinh thần của một người bạn chân thành, một người đồng chí tin cậy. Trong thập niên 1970, thời kỳ gian khổ nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, dù cuộc sống còn khó khăn, song Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã luôn đồng hành, chắc chiêu và dành cho Việt Nam sự ủng hộ to lớn về cả vật chất và tinh thần. Đáng nhớ nhất là hình ảnh Tổng tư lệnh Cuba Fidel Castro phất cao lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên cao điểm 241 của vùng mới giải phóng thuộc tỉnh Quảng Trị, vào thời điểm cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước của quân và dân Việt Nam ở giai đoạn cam go nhất năm 1973. Ông trở thành viễn nguyên thủ nước ngoài duy nhất vượt vị tuyến 17 tới thăm vùng giải phóng khi cuộc đấu tranh giành lại độc lập tự do của quân và dân miền Nam vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Đó thật sự là một minh chứng sống động cho tinh thần yêu chuộng hòa bình, cho tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc. Câu nói bất hủ, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, của ông sẽ mãi là biểu tượng tuyệt vời nhất, cao cả nhất, xúc động nhất về tình cảm của nhân dân Cuba đã, đang và sẽ dành cho nhân dân Việt Nam. Đáp lại tình cảm chân thành của nhân dân Cuba anh em, khi Cuba phải đương đầu với nhiều thách thức khó khăn về kinh tế xã hội trong thời kỳ đặc biệt và các khi Cuba tiến hành cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam luôn hết lòng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, duy trì việc cung cấp gạo ổn định, góp phần giúp Cuba bảo đảm vấn đề lương thực, phản ánh mạnh mẽ chính sách bao vây, cấm vận mà Cuba đang phải gánh chịu. Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, tình đoàn kết và sự hợp tác chân thành với Cuba, coi việc hỗ trợ Cuba là nghĩa vụ tự nhiên, xuất phát từ lương tâm và tình cảm quốc gia trong sáng, truyền thống hữu nghị và nhân văn của dân tộc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng lòng dân hai nước gần như anh em một nhà. Đó chính là sự khẳng định chính xác vững chắc nhất cho tình bạn, tình đồng chí keo sơn của hai nước Việt Nam-Cuba, một mối quan hệ rất đặc biệt và hiếm có trên thế giới. Đại sứ Cuba Orlando Conisplas Hernandez Gublet nhấn mạnh, cuốn sách Cuba Việt Nam, hai dân tộc một lịch sử đã ghi lại những sự kiện quan trọng nhất về quan hệ Việt Nam-Cuba. Từ thời điểm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam là thời điểm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm Việt Nam năm 1973. Tiến sĩ Ruvelles González chưa ra đời, nhưng bằng trách nhiệm của một nhà khoa học, ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu mối quan hệ Việt Nam-Cuba từ những nguồn tài liệu phong phú và các cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Tác giả đã tái hiện lại một câu chuyện đầy hấp dẫn về sự liên kết vững chắc giữa hai dân tộc để truyền lại tinh thần của mối quan hệ tốt đẹp cho thế hệ trẻ hai quốc gia. Độc giả sau khi đọc cuốn sách sẽ có thể hiểu được quan hệ Cuba-Việt Nam được hình thành như thế nào, phát triển ra sao và đang ở giai đoạn nào, đưa bạn đọc vào một hành trình khám phá về sự đoàn kết, sự hy sinh và lòng trung hiếu của hai quốc gia. Nó còn nêu bật những khoảnh khắc đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, như viện trợ mà Cuba cung cấp cho Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam và sự hợp tác đang diễn ra giữa hai nước trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Hơn 60 năm qua, mối quan hệ tốt đẹp được Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc Cuba, Ruy Martí và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trân trọng, giữ gìn, vun đắp, đã và đang không ngừng phát triển. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa qua, cũng như những khó khăn do bao vây, cấm vận đối với Cuba, sự hợp tác hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giúp hai đảng, hai nước tiếp tục là minh chứng sống động về tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt Cuba-Việt Nam. Có lẽ không có từ nào hay hơn hai dân tộc một lịch sử. Hai dân tộc có cùng truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân hai nước cùng đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Hai nước cùng là những nước nhỏ, nhưng với tinh thần bất khuất, tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước. Việc tổ chức, dịch, xuất bản và công bố cuốn sách được xem như một món quà tinh thần dành tặng những người Cuba anh em chí cốt, cũng như các thế hệ người Việt Nam, Cuba đã có nhiều đóng góp trong việc tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ song phương đoàn kết,
hữu nghị đặc biệt này, cung cấp tư liệu để bạn đọc hai nước thêm hiểu biết và trân trọng lịch sử chung giữa hai dân tộc mà lớp lớp cha anh đi trước đã dày công vun đắp. Cuốn sách Cuba Việt Nam, hai dân tộc, một lịch sử sẽ góp phần củng cố, tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó đã được các thế hệ lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân hai nước trân trọng và dày công xây dựng, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác ngày càng gắn bó, sâu sắc trong hoạt động xuất bản, phát hành sách và các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa giữa hai nước. Đó là trách nhiệm của thế hệ đi trước, truyền lại tình cảm giữa hai dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Cuba Việt Nam, hai dân tộc, một lịch sử tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM tần số 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.